Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Vào Bếp Cùng Mentor. Và ngày hôm nay thì Đào cùng với lại người bạn của mình là Thanh Nữ sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái món ăn rất là phù hợp cho đối tượng cần giảm mỡ tăng cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe bạn Nữ chia sẻ rằng là cái món ngày hôm nay của chúng ta là món gì. Bạn Nữ ơi, em có thể chia sẻ được hôm nay chúng ta nấu cái gì không em? Dạ, em chào chị Đào, chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm với nhau món salad cá hồi kiểu Á. Thì cả nhà đều biết rằng cá hồi á, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, cho tim mạch này, cho làn da nè. Cá hồi cung cấp cho chúng ta một lượng protein tốt và chất béo tốt cho trái tim, cho cơ thể, đặc biệt cho những người đang muốn là tăng cơ và giảm mỡ. Wow, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi thử là các cái nguyên liệu để làm nên cái món ăn ngày hôm nay. Ngoài cá hồi thì sẽ còn cái gì nữa nha? Đầu tiên là mình có 500g cá hồi nè ha. Và cá hồi nữa sắt hạt lựu rồi. Bây giờ mình sẽ có thêm là rau húng lũi cắt hạt lựu ha. Cần tây cắt hạt lựu, cà rốt cắt hạt lựu. Rau tía tô cắt hạt lựu. Cộng với lại hành tây thì nữ cho có nhiều màu sắc ha. Mình biết là nhiều màu sắc, đa màu sắc thì sẽ rất tốt cho cơ thể của chúng ta, nên nữ chọn là hành tây màu tím và hành tây trắng cắt hạt lựu. Ớt sừng cắt hạt lựu. Rồi nguyên liệu mình đi kèm á, thì mình gồm có tỏi ha. Rồi cả nhà có thể dùng hạt điều. Hôm nay thì nữ có hạt hạt nhân, nữ sẽ thay thế hạt điều ha. Hạt nhân xay và tan nhỏ. Đặc biệt một nguyên liệu mà không thể thiếu đó là dầu ô liu. Dầu ô liu đây ha cả nhà, nữ đang sử dụng là extra virgin oil của Amway Queen ha. Rồi nước cốt chanh, nước tương, một ít muối và tiêu. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cùng với nữ vào bếp và làm món ăn ngày hôm nay chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm món salad cá hồi kiểu Á nha. Để làm món sốt của mình đó thì đầu tiên là mình sẽ có dầu ha, 50ml dầu. Em sẽ sử dụng thau trộn này luôn nha chị Đào. Ok. Lại cho dầu ô liu ha. Dầu ô liu 50ml ha. Rồi tiếp theo là mình cho vào đây là nước cốt chanh. Nước cốt chanh 30ml nước cốt chanh ha. Ok, 30ml nước cốt chanh. Mình có thể thay bằng giấm, nhưng mà ở đây mình có chanh tươi thì mình nên dùng chanh tươi ha. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cho vào đây nước tương, muối. Muối thì mình chỉ dùng một chút xíu muối thôi, vào khoảng 2g muối thôi cả nhà, tại vì cá hồi á, mình biết là cá hồi cái vị á là nó cũng hơi đậm đậm rồi, cho nên mình sẽ không sử dụng nhiều muối ở trong công thức của mình nhé. Một ít tiêu. Tiêu thì tùy vào gia đình mình ăn cái vị cay nhiều hay cay ít mà mình cho tiêu nha. Cho nên là nữ sẽ không đưa ra cái định lượng nào. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào đây á là cần tây. Một cần tây. Thấy cái món này có vẻ hấp dẫn nha. Thấy cá hồi là mình đã thích rồi, mà bây một giờ ít thấy thêm tỏi và hành tím ha. Cái gia vị này cảm giác rất là thơm. Đang nghe cái mùi rất là thơm. Cần tây nè, tỏi nè, tây ha. Ớt ha. Ớt không có cay cả nhà, cái vị ớt sừng thì ớt sừng chút thì nó thơm, 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 thơm. Thơm và tạo màu sắc cho món ăn của mình ha. Mình cho rau ha. Còn tiết tô đúng không? Dạ, tiết tô, húng lũi. Húng lũi, trời ơi, hấp dẫn cho cá hồi vào nhé. Bây giờ á, việc của mình là trộn đều cái hỗn hợp này lên. Rồi, chúng ta đều biết rằng là cá hồi á thì rất là cần thiết cho những đối tượng là đang cần giảm mỡ tăng cơ, bởi vì không chỉ là không có giá trị về mặt dinh dưỡng. Với những người cần giảm mỡ tăng cơ thì cái chất béo tốt của cá hồi nó còn sẽ giúp cho chúng ta ổn định được các nội tiết ở trong cơ thể của mình. Và đặc biệt rằng là đây là một cái nguồn chất béo dồi dào để giúp cho chúng ta có thể là có một phần năng lượng, và cũng là sẽ giúp cho chúng ta là có được một cái sức khỏe toàn diện, trong đó có sức khỏe của tim mạch. Và cá hồi mà chúng ta mua mà chúng ta ăn được sống thì giá trị dinh dưỡng của nó sẽ còn cao hơn nữa. Cho nên rằng là với cái món salad cá hồi Á này thì Đào tin chắc rằng là tất cả những anh chị nào đang trong cái chương trình mà quản lý kiểm soát cân nặng thì sẽ rất là thích
và sẽ cảm thấy rằng đây là cái một cái món ăn salad thôi, nhưng mà nó cũng đã cung cấp cho chúng ta đủ năng lượng và đủ giá trị dinh dưỡng để chúng ta có thể làm cái chương trình giảm mỡ tăng cơ của mình một cách tốt nhất. Và những cái nguyên liệu này thì đã thấy nó cũng dễ để chúng ta đi chợ và chúng ta chế biến, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cái cách làm cũng rất là đơn giản ha, mình cắt hạt liệu các nguyên liệu của mình, đồng thời là trộn chung với nhau. Những ai mà mình có thể ăn được cà chua sống thì mình sẽ cắt hạt liệu cà chua cho vào đây. Rồi mình cũng có thể thêm vào là những cái hạt lựu của trái lựu đó. Đúng rồi. Dạ. Cái hạt lựu trái lựu có vị chua chua ngọt ngọt vô đây chắc là sẽ rất là đặc biệt nè ha. Đúng rồi. Mình có thể thêm vào ha. Thì cái món này hai nguyên liệu còn lại như là cà chua và hạt lựu đều rất là tốt cho quá trình chống lão hóa. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là không chỉ đơn thuần là chúng ta làm một món ăn mà ở đó chúng ta sẽ đưa nhiều màu sắc, vì mỗi một màu sắc khác nhau sẽ có một cái vai trò khác nhau trong cái sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ giống như là màu đỏ sẽ tốt cho sức khỏe của tim mạch, màu xanh lá thì sẽ tốt cho sức khỏe của tế bào, màu tím, như này chúng ta có hành tím đúng không, màu tím thì tốt cho sức khỏe của trí não nè, rồi màu trắng của hành tây nó sẽ tốt cho sức khỏe của xương khớp, rồi màu vàng cam của cà rốt nó sẽ giúp sức khỏe cho mắt và hệ miễn dịch. Cho nên rằng là Đào thấy rằng là cái món ăn này không chỉ đơn thuần là một cái món ăn hỗ trợ cho vấn đề về gọi là quản lý kiểm soát cân nặng, mà nó còn là một món ăn mang đến giá trị sức khỏe cho chúng ta. Và bạn nữ bạn đang cho em điều độ đồ điệu chút xíu chị là mình trang trí cho món ăn của mình. Em chọn cái hình trái tim bởi vì ai cũng biết rằng cá hồi rất là tốt cho tim mạch, chất béo thì trong cá hồi đó chị, cho nên là em muốn chọn cái hình trái tim này rất là ý nghĩa để gửi một cái thông điệp đến cho cả nhà. Wow, mỗi ngày mình thường xuyên sử dụng những cái chất béo tốt thì sẽ tốt cho trái tim của mình ha. Đây là một cái món ăn mà Đào nghĩ rằng vừa món ăn chính mà vừa có thể là món ăn phụ luôn. Nghĩa là nếu như các anh chị đang trong quá trình quản lý kiểm soát cân nặng, các anh chị có thể dùng salad này để cho những cái bữa phụ của mình, và cũng có thể coi như là một cái bữa ăn kèm trong cái bữa chính của mình, và sẽ giúp các anh chị có đầy đủ giá trị dinh dưỡng và cũng giúp cho các anh chị nâng cao cái sức khỏe của mình lên, đúng không ạ? Wow, rất là đẹp, rất là đẹp. Chắc là Đào phải cho camera quay gần sát lại để có thể nhìn thấy được cái món ăn của mình nó tuyệt vời như thế nào ha. Rồi nữ sẽ cho em sẽ thêm một ít hạt nhân hoặc là hạt điều nha. Rất là ngon. Các bé nhà mình nó sẽ rất là thích món này bởi vì nó mềm dễ ăn lắm. Rồi đây là món ăn của chúng ta đã hoàn tất chỉ trong vòng 5 phút thôi. Chúng ta chỉ cần trộn các cái nguyên liệu này lại với nhau và mọi người sẽ nhìn thấy rằng là xuất sắc luôn cái món này ha. Đây là salad cá hồi Á. Thì em mời chị này, em đã sẵn cho chị một phần để chị thử nha. Rồi ok, Đào sẽ thử xem cái món salad cá hồi Á này như thế nào nha. Chua chua của chanh, đúng không? Và thơm của tất cả những cái loại rau và có hạt hạnh nhân nữa. Và đặc biệt nha, cái cá hồi này á, chị có thấy tanh không? Không thấy, không nghe mùi tanh luôn. Tức là mình có cảm giác giống như mình đang ăn ăn cá chín vậy đó, không hề nghe mùi tanh luôn. Vì cái lượng nhưng mà lại có ngọt. Dạ đúng rồi. Nó ngọt của thịt cá. Rất là ngon. Nếu như ở trong này mình có những cái hạt giống như là cà chua và hạt lựu giống như lúc nãy nữ chia sẻ với cả nhà đó. Thì khi mà cắn vào á, cái hạt lựu nó bắn nước. Cái nước ở trong cái lựu này rất là ngon và hấp dẫn. Rất thích. Đào nghĩ rằng là mọi người nên viết lại cái công thức này và thực hành ngay để chúng ta có được một cái món salad vừa giúp cho sức khỏe của chúng ta, vừa giúp cho chúng ta có thể giảm mỡ tăng cơ. Và rất là cảm ơn nữ đã vào bếp cùng với lại Đào để có thể giúp cho mọi người có thêm một cái thực đơn phong phú cho bữa ăn hàng ngày của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái buổi tiếp theo.